Xin chào các bạn, mình là Thảo Chuyên. Hôm nay mình sẽ sửa một mạch Barkbird ZK5KX. Hôm trước mình sửa một mạch này cho bạn kia rồi. Bạn ấy gửi hai mạch cho mình, một mạch trước, mạch sau. Mạch trước mình gửi hôm trước nhưng mà chưa vẽ sơ đồ. Thì cái mạch sau này mình có vẽ lại sơ đồ, lát mình sẽ giới thiệu trên sơ đồ. Còn cái mạch này nó bị hỏng là do bạn ấy cấp 60V đổ vào. Bạn có bảo thế và bạn đã thay một số linh kiện rồi. Ví dụ nhìn như trên này con XL1509 thì bạn đi thay này. Còn MOSFET không biết bạn có thay không, mình thấy động mỗi hàng này. Ở các rác dây di chuyển lên trên này, rác cắm này thì nó cũng thấy hàn lại các chân này nhá. Thì mình sẽ làm lại các mối hàn và mình sẽ kiểm tra từng bước xem con này bị những lỗi gì. Tại vì mình có kiểm tra sơ qua thì thấy nó tốt, nhưng để kiểm tra cụ thể thì mình sẽ đo và giới thiệu qua sơ đồ mạch điện ở đây. Hôm trước mình có chụp vào, mình đăng lên kênh YouTube của mình rồi, mình không giải thích kỹ trên sơ đồ nữa. Mình chỉ giải thích qua là mình chia cái mạch công suất ấy. Mình chỉ sửa cái mà vẽ mạch công suất nhé. Còn cái mạch điều khiển này nó ít linh kiện đó, và hỏng trên này gần như không sửa được. Mạch công suất mình chia ra thành mạch động lực này, cụm nguồn cấp trước là đây, một cụm cấp cho driver này, cụm điều khiển IC nguồn này. Đây, cụm nguồn cấp trước này là tạo 5V và 3,3V cấp cho mạch điều khiển này. Đây là các chân chức năng của rác cắm P2 ở trên cái mạch này. Người ta có ký hiệu P2 đây. Thì mình có ghi cụ thể ở đây rồi. Còn nhìn trên tấm mạch này thì hai chân vào là in cộng in trừ đấy. Thì in trừ nó không nối trực tiếp vào âm của mạch đâu, mà nó nối qua một con MOSFET chống ngược cực. Đáp từ chân in vào này, lọc qua của con tụ này. Tụ là cấp qua cái cuộn dây màu vàng nhé, sẽ được đóng con dây màu vàng này theo đường mạch này, đóng qua con MOSFET này xuống đất nhé. Và cái điện áp ký sinh ấy, và cái điện áp đóng qua cái chỗ cực D của MOSFET này, lối qua một con tụ, lối vào cuộn dây màu đỏ này, các bạn nhìn dây màu đỏ này này, lối qua con tụ này, và một pha của cùng một dây còn lại của cái cuộn dây đỏ này nối xuống mát nhé. Còn cái pha dương ở trên cái cuộn dây màu đỏ tức đằng sau tụ này được chỉnh đưa qua diode, ta thu được điện áp đầu ra này. Điện áp đầu ra ở đây là thu được điện áp đầu ra đây, lọc vào con tụ này. Lọc vào con tụ to này nhá. Lọc vào con tụ to này thì đây các bạn nhìn đây con tụ to này. Được cấp qua cái cuộn dây 2R2 này để đưa đến đầu ra. Đầu ra chạy qua tải chạy về âm đầu ra này, và dương đầu ra được lọc về một con tụ này, và âm đầu ra chạy qua con điện trở cảm biến dòng về mát của mày, con điện trở cảm biến dòng vào đây để về mát về mạch. Nói trên này chắc hơi khó hiểu, còn nhìn trên sơ đồ thì nhìn ra luôn này, từ dương đầu vào được đóng qua một cuộn dây, đóng qua một phép xuống mát, thì cảm ứng của nó đầu ra của nó này nối vào hai cái cuộn dây này nối nhau bằng con tụ này, điện áp cảm ứng trên đây chỉ lưu qua diode này, lọc về tụ này. Qua con L3 là con 2R2 đấy, 2R2 con này. Và đưa đến đầu ra qua tải, chạy qua bên trở cảm biến dòng để về mát. Từ mát này, mát này muốn về mát của mạch ấy. Đây, mát của mạch chạy qua con diode của con MOSFET chống ngược cực để về âm đầu vào. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái mạch này và mình đo các điện năng nguồn cấp trước. Vì thấy bạn ấy có sửa con XL1509 nhé. Nhưng mình sẽ làm lại các mối hàn ở trên cái mạch này này. Có vẻ mỏ hàn của bạn công suất hơi nhỏ. Hàn linh kiện tản nhiệt bạn hàn không tốt nhé. Con này mới chỉ hàn chân thôi, chưa bóc ra. Cái phần lưng thì đang còn tốt, còn phần chân thì đang bị động mối hàn vào này. Mình sẽ hàn lại. Mối hàn thì nó phải ngấu. Bạn đo điện áp gì không biết là hàn một dải dây di ở đây. Mình vừa cấp 12V đầu vào này, mình đo đây điện áp vào nhé, 12V này.
Điện áp gia của cụm XL1509 là 5V đấy. Có 5V tốt nhé. Điện áp 3V3 này. 3V3 tốt này. Điện áp của cụm áp tiên tính 9V6 nhé. 9V6 là do mình đang để có 12V thì nó chỉ được 9V6 thôi. Mình tăng cái điện áp lên 15V chẳng hạn. Thì nó sẽ ra là bao nhiêu volt thế này. À, vẫn 9V6 thôi. Zin bạn của con này có 9V6 thôi. Mình hôm nay mình cứ tưởng con này nó ra 12V thôi. Thôi kệ, không quan trọng, có điện áp là được. Cái 9V6 ấy nó sẽ cấp cho cụm driver ở đây. Đây. 9V6 này. Còn cái 5V thì nó cấp cho con cái đại thuật toán, hai con đại toán đây nhé. Có 5V đây. Còn 3V3 thì nó cấp lên tấm vi điều khiển này. Hôm đấy mình có tráng lại thiết cái giác cắm này để nó tăng cái tiếp xúc lên cái tấm vi điều khiển nhé. Mình đo có điện áp cái này rồi thì chắc mình phải kiểm tra công suất thôi chứ còn chưa tìm thấy lỗi nhé. Bản đồ cắm 60V chết IC nguồn. Đây mình cấp điện nó lên này. Được cài đặt xem nào. Mình đang cấp vào là 15V. Mình sẽ cho xuất ra là 20V nhé. Dòng để 2A thôi. Mình bật on này, tải điện tử mình báo có 20V nhé. Mình cho về 1A đi. On này. Tải của mình đang ăn 1A 20V, 20W ở dưới đây nhé. Thì cái bộ nguồn này nó cũng báo là 0,99A này. Nó hơi khó nhìn nhỉ, zoom lên tí không nhìn đâu. Rồi đây. Mình tăng lên cái bộ tải lên 2A nhé. Thằng này cũng báo 1,98 này, 1,99 này, cũng 2A này. Ở đây cũng 2A này, 40W này. Mình sẽ tăng lên 2,1 là cái nó bằng với cái thằng này thì nó sẽ ngắt nhé. Mình tăng 2,1 này. Thằng này lên 2,1 là ngắt đấy, 2,09 lên 2,2 đi. Đấy, quá tải phát nó báo CC và nó ngắt nhé. Vậy là tính năng của cái bộ nguồn này là tốt này. Không biết sao bạn này gửi cho mình sửa. Có thể là lúc bạn thay xong ấy mà cái rác này nó tiếp xúc không tốt này thì nó không lên nguồn nhé. Còn bây giờ mình test là đang tốt này. Đây là hơi ấm ấm. 2A hơi ấm ấm với con công suất. Không việc gì đâu. Đây vẫn đang là các con zin của mạch này. Mình thử tốt này thì mình sẽ gửi mạch lại cho bạn kia thôi. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.